xem. Tôi rất ghét cái rèn này. À, một chiếc thùng phi nó đặt ở giữa này tỏ chi giữa khu vực cái nhà rè này luôn. Đấy. Một chiếc thùng phi cắt ra. Một bên này là để dụng cụ. Một bên này để dụng cụ nhá. Để giờ hôm nay là buổi sẽ là buổi giống như buổi khai trương của cái đe này với cái nhà rèn. Chú đang chú cắt cái này làm gì chú? Lý của người Mông chứ. Làm lý của người Mông à? À. Về làm thử cái này coi như là thì chú đã thử xin và xin ý kiến của chú. Vâng. Bây giờ bắt đầu triển khai là cái mới coi như là phải có chứ. Không nó chả có ai mà được xu nào là đồng nào không đâu. À không được xu nào đồng. Coi như là phải có lý chứ. Hôm nay phải làm lý, tí nữa là phải cắt cái này xong là để dán vào ạ. Dán nó, vâng. Đốt luôn à, đốt luôn ạ, đốt luôn. Cái gì chú giới thiệu cho cháu, cho anh em biết nhé. Vâng. À. Chiếc đe, đầu trâu. Đe nặng 72 cân. Mặt rất là phẳng. Đặt trên một cái khúc gỗ rất là chắc. Úi, thử cho cháu thử mấy tiếng rèn nhá. Cháu thử gõ vào đe mấy cái nhá. Úi, chiếc búa huyền thoại của chú đi. Chiếc búa này đi theo nghề của chú rất là lâu rồi. Gõ ra cái này nó cong hơn nhỉ. Ấy. Đang làm lý. Bằng đồng sao nó trắng thế này sao? Chú phải đợi anh em tôi lên. Hôm nay làm lý này. Xong là nồi nửa và làm rèn. Chào mừng cái nhà rèn mới. Rất là thoáng. Thì trang lửa. Ừ. Chú phải cắt à, cắt mấy cái như thế chú. Ê, xem cận cảnh chú cắt nha. Để chú kia lên, chú làm. Chú thảo. Không phải chú trước có một hai thằng người già chứ. Người già. Có người già. Còn thôi còn đi rồi. Tất cả làm lý là phải dùng cái giấy này hết hả chú? Đúng rồi. Và cái giấy này cho xem. Cả là cũng là cái nào cũng phải cái gì phải à. Dùng cái toàn dùng giấy này hết. À. Xong là mình làm lý xong là mình đốt ở trên lò rèn luôn ạ. À, tí đã xem, chú chưa bật lý. Xem chú làm thế nào. Chú trèo lên đấy làm gì chú? Cắt chi cái có ảnh hưởng cho con đi. Cắt chi cái ảnh hưởng cái chi gì? Yêu chi hết chưa? Con cho nó hẹo bộ. Nhiệt không lái về đây nhé, chê. Lái đi về. Cái gì đấy? Hương à chú? À. Chú thu hoạch được à? Ngô. Và ngô thì để ở trên gác, treo gác chống mối mọt.
con bún bò. Ê. Con toàn. ก็เลยตัวที่จะดูตั้งใจตัวฟุ้งฟีดฟุ้งฟีดอ่ะที่ฟ้าฟ้าร้อนชาชามาเยอะสาเก็บปอดตอนนี้ตัวเจ้าตัวชีร์อ่ะชาเซมาเยอะให้ยี่เจ้าตัวชีร์อ่ะปอดตอนนี้ตัวเจ้าสาเซมาเยอะยี่ต่อตัวชีร์ชาชามาเยอะสาเก็บตัวชีร์ตัวเจ้าชีร์ก็ฟุ้งปอดอย่างโซ่ละตัวยี่เจ้าละซะตัวนี้ช่องนี้ช่องการลูกกุญย์ตัวชีร์ตัวนั้นอยากได้น้อยอยากตัวชีร์ตัวละพันเจ็ดสิบตัวชีร์ ก็เขาเป็นแต่เชียวตัวเต็มใจหรือเต็มใจตัวห้องพี่หรือห้องพี่แต่เชียวชีฟ้าฟ้าเลยท่าเชียวแต่เชียวชาชามาเยอะสากินปอดต่อรีตัวเจ้าแต่เชียตัวเจ้าท่าจูบก็ปอดให้ปอดอย่างทอล้อตัวอีเจ้าล้อซอสตัวนี้ช่องนี้เจ้ากาลูกกุญย์แต่ที่ชาชามาเยอะสากินปอดต่อรีตัวเจ้าแต่เชียชาเซมาเยอะล่าเจ้าปอดตัวนี้ตัวเจ้าแต่เชียชาเซมาเยอะอีต่อปอดต่อรีตัวเจ้าแต่ที่ตัวเจ้าท่าจูบก็ปอดให้ปอดอย่างทอล้อตัวแต่เชียตัวน้อยใหญ่ตัวน
không tỏ hô bên tỏ xíu. Ai tỏ tên cha lì tên cha tỏ phong phi lì phong phi tỏ tỏ chi lì chi tỏ xíu. Thay chú có tỏ bỏ chinh lì bỏ chinh tỏ xíu. Tỏ cho thay chú có bỏ hư bỏ dùng tỏ xíu. Tụ nó giả tay nó giả tỏ xíu. Tụ mà chơi xỉn hư tỏ mà chơi xỉn sở tỏ xíu. Tỏ cho thay chú có bỏ hư bỏ dùng tỏ xíu. Cha xa mà yếu thay nghe bỏ tỏ lì tỏ cho tỏ xíu. Có ba quê hương các bác, một quê hương là sẽ cắm sau khi chú khấn thì cắm ở cái bễ rèn. Quay cắm ở đây. Tụi nó giờ tới tên cha lì tên cha tổ phong phi lì phong phi tới chi đó. Ai tổ chức lưu trữ tài sĩ đâu, tổ bảo chứng lưu bảo chứng tài sĩ đâu, tổ tiên thay chú có bảo hư bảo dụng tài sĩ đâu, ai tổ nó giả tài nó giả tài sĩ đâu, sinh hữu sinh sát sinh hữu sinh sĩ tài sĩ đâu, cho thân tổ cho sĩ phá linh sinh, à cho cha tổ cho sĩ phá linh sát tài sĩ đâu, tổ phong phi lưu phong phi tổ tinh giáo lưu tinh giáo tổ phong tổ bảo chứng lưu bảo chứng tài sĩ đâu, tổ chức lưu trữ tài sĩ đâu. Thử làm cái gì nhỉ? Còn tí nữa cháu có quay này. Ở đây là có hai chỗ chú đốt nằm lý. Một là ở cái đe. Ở dưới cái đe chú cắm cái hương. Và bỏ hết cái đây tất cả hết đấy. Vâng, tất cả hết. Dễ đâu. Đây, đây là cái bể. Cũng có một que hương mà đốt. Đây là một que hương cắm ở cái quạt. Cái bể gió. Vâng, cái cột của nó. Với cái lý như này thì để có ý nghĩa như nào chú nhỉ? À, thế thì xong thôi. Nhưng mà có ý nghĩa chú làm thế để có ý nghĩa như nào ấy? Trong quá trình này không có đâu. Chỉ báo cáo xong coi như là tiếp tục là cho họ là thế nào thì làm thôi. Nhưng hôm qua chú thử đâu? Cái gì đấy? Không biết cái gì, hôm qua đi họ cho không biết nó là cái gì. Cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Cũng bằng dây lanh à? Dây lanh chứ. À, vỏ cái lanh đấy. Vỏ cái lanh ấy. Ờ. Mà đan cái gì mà vỏ cái lanh đan cái to này? Để giữ.
giữ nó. À để giữ thôi gì, để treo, để phơi. Treo à, dưa lanh. Dưa lanh rừng đấy các bác. Dưa lanh rừng tươi. Vỏ, vỏ cây lanh. Nó như là vỏ của cây. Chú ơi, cháu đợt vừa giờ thì anh em cháu có đưa thông tin để chú cái biến cố của gia đình ấy, để thấy hoàn cảnh của chú cũng vất vả, thì anh em có tình cảm muốn gửi lên một chút quà để giúp đỡ với hoàn cảnh của chú với các cháu trong cái đợt vừa giờ. Thì hôm nay cháu anh em cháu lên đây thì cũng để trao giúp các anh, để trao lại cái phần quà với cái phần giúp đỡ của các anh cho các cháu với chú, và để chú cũng thể là trang trải mua thêm một số cái vật dụng làm rèn, rồi là trong cuộc trang trải trong cuộc sống thì tiếp tục gắn bó giữ lửa cho nghề rèn nhé. Thì danh sách của các anh gửi tiền đến đây thì cháu cũng xin thông qua là anh Tín, anh Lê Phúc Tín ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước anh có gửi cho chú hai cái búa tặng ấy với quần áo, và thì anh cũng mới biết tin thì anh ấy gửi lên cho cháu 2 triệu, và quả 2 triệu của anh Lê Phúc Tín ở thành phố Hồ Chí Minh, cháu gửi chú 2 triệu. Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu Tiến nhá. Vâng, chứ anh Tiến hay gửi búa với gửi quần áo đấy ạ. Vâng. Còn tiếp theo là anh Hoàng Đình Sơn, anh cũng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, anh có gửi thép lên để nhờ chú rèn cái hộp thép của anh ấy. Anh Hoàng Đình Sơn nhá, anh có gửi cho chú 1 triệu để giúp đỡ chú vượt qua hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Tiếp theo anh Tuấn ở Hà Nội, anh gửi cho chú là 2 triệu. Rồi cháu gửi chú anh Tuấn. Thay mặt chú cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn. Anh Tuấn ở Hà Nội gửi chú 2 triệu. Anh Úy ở Bình Dương gửi chú 500. Cho chỗ này 2 triệu chưa ạ? 2 triệu. Anh Tuấn ở Bình Dương, anh Úy ở Bình Dương gửi chú 500. Với anh Viết, hai nữa, anh 500. Anh Viết với anh Úy, mỗi anh 500, 1 triệu đấy ạ. Rồi. Tổng là 6 triệu. Đấy là tình cảm của các anh. Vâng, nó cũng không phải là nhiều, nhưng mà cũng là cái phần quà với phần giúp đỡ của các anh. Cảm ơn. Chú cảm ơn đến các anh, gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh nhé. Anh Tín này, anh Sơn, anh Tuấn, anh Úy và anh Viết. Anh đã gửi cái tình cảm của mình nên giúp đỡ với hoàn cảnh của chú. Xin trân trọng cảm ơn các anh. Thì chú dùng cái phần tiền này vừa để tiếp tục làm nghề, để là giúp đỡ cho các cháu của chú. Cố gắng nhanh khỏi chân em nhé. Cố gắng chân lại đi rừng vì lấy gỗ xù cũng ra đấy nhé. Chân đau, chân đau, chân đau. Cũng đỡ đi lại được rồi. Đi được chết đỡ máy ở nhà, đi làm được nhà buồn buồn chân tay. Chân của em em Dê đi rừng lấy gỗ, lấy gỗ sủ không may. Không may hai vết, hai gối rất là may là cũng không ảnh hưởng gì đến xương phần mềm. Tạc cây điều đồng ấy. Tạc sân đau.